cái phần so mạng đó, đó là mình gửi cho bà con cô bác bao nhiêu số ha. Đạo diễn mà đi cho biết. Mua lại nó nhìn nó quần đó quần. Đó. Rồi sao không hiểu. Hồng Loan cũng Hồng Loan của trong người rồi đó. Tôi nói bởi tôi nói cái bây giờ là cái quả báo nó trước mắt luôn. Không có chạy đâu xa hết. Nghĩ sao mà mới cười Hồng Loan hôm trước. Cái hôm sau đi tổ nghiệp cái lên hát. Hát quên lời mà hát mà quên mà cái quên mà đưa tay lên gì nè. Mà anh nghĩ là cái bài đó là bài ruột á. Cái bài đó là bài ruột của ổng, cái bài đó là mang về chồng biết bao nhiêu tiền rồi. Cái hàng nghệ sĩ hôm tối hả? Ừ. À mà nghe nói như thế này, có một số anh em của bên anh em cũng làm tin tức á, cũng liên lạc với quản trợ lý à. Mà trợ lý không nghe máy, trợ lý nó bận rồi. Trợ lý tại sao hát là sao huynh đời à. Mấy anh em nó đang đi ngoài Bắc về đó, thấy nó hay tin vậy cái nó gọi xe nó phân tích luôn á. Nó có liên lạc cho trợ lý. Mà trợ lý à, sáng nay thì mấy anh em tập trung ở đây tại mộ cụ Năm Vũ Linh. Nghe nói là cái gì? Là gì quên rồi. Thằng gì? Thằng dục lục thằng gì? Thằng gì quên rồi? Thằng gì mới nói hả? Thằng gì? Đạo diễn Đức Dây. Đạo diễn Đức Dây. Ờ. Thì trước khi mà nói về cái câu chuyện đạo diễn Đức Dây thì 16 hết phải phân tán cái việc này, tức là đạo diễn Đức Dây phân tích gì à? Phát phần quà từ thiện Đức Dây nó giữ lại là hai phần để cứu cô chú mà đem đi giữa đường đó, thì mới trực nhớ là bữa nay là ngày 14 không thể nào mà cúng mạng được đó. Thì mới nhắn tin cho cô ba nói giờ mình không có cúng mạng được không, tại vì bữa nay là ngày 14 mà sao cúng mạng được. Thì cô ba mới nói thôi giờ cúng mình mua chai mình cúng đi. Chai cúng. Còn cái đầu mạng đó thì sau mạng á thì đi ngang chợ Bến Cát á, cái thấy cái cô đi bán số. Cho luôn. Cho cô luôn. Rồi nãy em nghe gì anh nói gì hàng Đức Dây gì nữa? Trời ơi bây giờ là cái hàng Đức Dây á nó soi đáy quần đàn bà. Trời đất ơi. Nghe tin đó chưa? Gì ghê vậy? Nó soi đáy quần của chị Hồng Loan. Cái đáy quần mà cái đáy quần mà sâu luôn á. Tại vì vậy nè, mình phải gọi nó soi đáy quần đàn bà là đúng rồi, tại vì á coi cái clip của ai á là nói chị Hồng Loan là đi dỗ tổ mà không hấp hương cho tổ nghiệp. Mà anh coi nè, khi mà mình nói lên cái gì là mình phải có sách mách có chứng. Đúng rồi. Mình nói người ta, mình vu khống cho người ta thì mình phải có cái bằng chứng thì mình vu khống người ta mới tin cho mình. Bây giờ á coi clip cũng biết chắc còn lại coi clip của anh Phương. Anh Phương lúc đó chắc đăng lên sớm cho nên ổng coi không thấy Hồng Loan hấp hương, thấy gì ni hấp hương mà. Đó, em mới tin nói làm sao có chuyện mà Hồng Loan đi dỗ tổ mà không hấp hương. Em nói thôi anh Phương. Anh bữa đó là anh quay trực tiếp, anh có hình, anh gửi cho em mấy tấm hình mà Hồng Loan hấp hương nè. Ông gửi qua chắc còn 20 hình, muốn hấp kiểu nào cũng có hết. Rồi vái cũng có nữa. Rồi bên nhà anh Kim Tiểu Long nữa, thậm chí là Hồng Loan còn xin thêm một cái cây hương. Đó. Thì hồi tối em cũng bức xúc quá, em nói ông đạo diễn Đức Dây này. Ông này là ông soi đáy quần đàn bà chứ không phải là ông là bây giờ Đức Dây nữa, ông hết Đức Dây rồi. Đi soi người ta vậy chứ nói hết rồi. Ông hấp hương rồi mình là cũng là đạo diễn sao không đi cũng vô tổ đi. Ừ, mà mình nói ta mình là làm cái nghề đạo diễn đúng không anh Bin? Ừ. Hay ông đi cũng à, thì cũng là trong cái ngành nghệ thuật. Ừ. À chắc là không ai mời. Cho nên cái vô tổ này không cần mời. Mình ở trong nghề là mình không. tự đi. Cái người người ta có cái gọi là cái giá trị á. Không phải đâu. Sẽ được mời nha. Không phải. Cái người mà người ta mà theo nghề theo nghiệp á, không có nói xấu ai á, là tới nhà dỗ tổ ta tự nguyện ta đi. Còn mà những thằng mà xôi kênh đi nói xấu người này người kia giống như thằng Đức Dây á, là không ai mà mời nó có làm dỗ tổ. Tức là sợ tới cái chỗ đó ta lây qua một cú vô mặt. Sợ nó bị chọi đúng không? Chứ không phải là không ai mời. Thôi giờ mình vô mình cúng cho chú rước đi. Sáng nghe tức mỗi sáng nghe cái tin thấy ghê trời. Trời ơi, chấn động bà con ơi. Trời ơi, chơi xôi đáy quần. Tối ngày cái gì xôi nói quần. Cái gì chứ xôi đáy quần đàn bà là xấu dữ lắm. Cái này là tôi nói nó mai vô luôn. Không có chơi bằng cái việc mà xôi. Bữa nay nhiều không anh? Nay nhiều em. Xôi chưa tính gì nè. Nhưng mà nó lên đạo diễn xôi đáy quần nó lên là đầu giờ tại giờ này mua nha. Trời. Chỗ này biết sao nữa không? Nghệ sĩ u tối. Đạo diễn. Phan. Còn cái việc mà như nè. Sao ta nói là cười người hôm trước hôm sau người cười đúc y luôn. Hôm trước á là cái ông anh này á là ông cười Hồng Loan là việc khác nhép đúng không? Yeah. Sang hôm sau đi dỗ tổ bạn hát quên lần luôn. Quên cái bạn đi là đang hát đúng không? Cái gì là đưa tay lên quên.
cười cười quê gì quên là mà hát sai lời nữa. Tiểu đâu ta? Vậy là chờ tội nghiệp lấy là tiểu rồi chạy chắc rồi đây nè đốt ngang nè em chị đó mà nghe nói là cái dỗ tổ nó không có mời ổng luôn ổng tự đến cái gì mà nghệ sĩ u tối nhưng mà không ai mà thằng tự đến lẹ thôi mấy anh em pháp hương đi môi với đồng hồ sẽ nay cái này ổn đây anh em đăng clip nào cũng có view để có tiền để anh em đây cậu ơi giờ còn mấy anh em sáng gì mà nghe chấn động trời gì mà nghe đạo diễn mà đi xôi đáy quần đại diễn người ta phải viết kịch bản rồi cho nghệ sĩ diễn viên rồi người ta đi thi hát đóng phim này kia chứ sao mà tự nhiên đi xôi đáy quần kỳ trời ngộ nha ông đạo diễn này xong mà tự nhiên sao giọng đổ qua xôi đáy quần rồi chắc ông đi xôi đáy quần đó rồi bây giờ ông kiếm ra kịch bản viết á mà đi xôi đáy quần là tí này cô hát nha anh em cho hàng kê nha thì lại sao không hiểu tại vì á là cái phần so mạng đó là mình gửi cho bà con cô bác bao nhiêu số ha đạo diễn mà đi xôi đáy quần mua lại nhìn đáy quần đó quần rồi sao không hiểu Hồng Loan đúng không Hồng Loan của cháu ngoại rồi đó tôi nói bởi tôi nói cái bây giờ là cái quả pháo nó trước mắt luôn không có chạy đâu xa hết nghĩ sao mà mới cười học lo hôm trước cái hôm sau đi tổ nghiệp cái lên hát quên lời mà hát mà quên mà cái quên mà đưa tay lên vậy nè mà anh nghĩ được cái bài đó là bài ruột á cái bài đó là bài ruột của ổng cái bài đó là mang về chỗ biết bao nhiêu tiền rồi cái hàng nghệ sĩ ưu tối hả ừ à mà nghe nói thế này có một số anh em của bên anh em cũng làm tin tức á cũng liên lạc với quản trợ lý mà trợ lý không nghe máy trợ lý nó bận rồi trợ lý tại sao hát là sao quên đời à, mấy anh em nó đang đi ngoài Bắc về đó thấy nó hay tin vậy cái nó ngồi xe nó không thích luôn á nó có liên lạc cho trợ lý mà trợ lý nó nói là còn cái thằng Đức Dây hả thằng đạo diễn hả trời ơi mày nghĩ sao Hồng Loan á thì tao mới vô nghề chân ướt chân ráo không nói gì đi mình là nghệ sĩ mà nghệ sĩ u tối nữa dạo này nói em nghe dạo này ấy quá rồi chị Hồng Loan á là người ta là đi giao lưu ừ người ta dùng cái từ đi giao lưu chứ người ta là nghệ sĩ Hồng Loan là cái Hồng Loan á là hôm bữa là ở trong cái dỗ tổ của anh Kim Tiểu Long á là cái anh MC mới nói á là mời ca sĩ. Nghệ sĩ hay ca sĩ gì đó sĩ. Mời ca sĩ Hồng Loan lên hát thế chị Hồng Loan chỉ nói á em chưa có gọi là gọi là ca sĩ đâu được gọi là ca sĩ gọi vui thôi giới thiệu vui nè thì người ta chỉ ở đi hát giao lưu đó phải là ca sĩ đâu mà bắt bẻ người ta bởi vậy thôi thôi có cái ông nội đạo diễn đi xôi đáy quần thiệt chứ mà cái ông đạo diễn á là ủng hộ bên kia trời ơi cái việc mà diễn xấu bên kia hôm qua cúng tổ bên bà Sáu Bào đó mà ổng không tới ra chứ không ai mời là mấy người đó mà ai mà đi mà nghĩ sao đi lão cái con gà cũng... thấy hai con gà chưa con gà cũng tổ mà cái tờ giấy viết rồi còn không được tờ giấy đàng hoàng cắt giấy thùng ra nó chào lắm ơi cắt cái giấy thùng mì ra cái tờ giấy thùng mì cắt tờ giấy thùng mì ra đánh trên bảng cho chữ nó đẹp này cắt cái thùng mì viết tên lên chào nhìn nó xấu đúng hai con gà nhìn nó không được đẹp nó khang gà chắc mua ngoài mà lắm phải là nó mua cái chỗ mà luộc á nó dễ luộc á nghệ sĩ Hồng Ve trời ơi ông nội ơi không phải Vĩnh Long không phải lấy cục khang cho thấy nó đang xì rồi cái món hà của Hồng Ve nữa ừ với để là gì nghệ sĩ Hồng Đen và nghệ sĩ Hồng Ve trời ơi nghe chắc còn ông Bảy đi vô tổ mà đem thêm bịch xịt mũi đó đó phải dừng á ngã đi thôi đem thêm bịch xịt mũi bịch xịt mũi hay là chai nước biển đâu bịch oxy bịch xịt mũi á bóp á cứ mà có hở cái ụp ụp mỏ vô vậy ủa bỏ hay lên sân khấu đứng hát nhưng mà đem cái bình đó đó đem theo cái bình nào oxy vậy cái khó ập vô là sợ rồi tới đó lỡ có ai nói gì tức quá nó không được là vô là thở không mắc cười rồi cái ông đạo diễn Đức Dây á là ông soi cái việc xấu của ta mà cái ta cuối cùng hay ta lòi ra gì tốt không à cái việc mà Hồng Loan ủng hộ từ thiện sao mà không lên nói gì đó rồi nói ba cái chuyện gì tào lao lao không á mà ông đi nói xấu là mà mấy việc đó ông chưa có làm được luôn á chấn động đạo diễn mà đi xôi đáy quần trời đất coi chấn động nha sáng nay chấn động bởi người ta nói gì nè cái ông này là ông đi săn băng vệ sinh là đúng rồi đạo diễn đi xôi đáy quần người ta coi đáy quần có lắc không đặng là chụp hình để danh hưởi coi mà nói ra
gây ô uế thêm, chứ thật sự là ông này không đáng để mà nói luôn á. Mà tại vì ngày nào ổng cũng đẹp chị Hồng Loan là ổng nói đó. Là cái thằng đạo diễn đó không? Ngày nào em canh đây một ngày ít nhất phải một clip lên nói phải có cái từ con vô ơn ở trong đó hay mới được nha. Mà ổng làm gì cho ông ta đâu mà vô ơn? Cái kiểu như là làm video để mà lấy năng suất để mà gọi là lấy tiền hay chắc là hợp tác với bên nào rồi chắc chắn luôn. Làm con quy con lai. Đúng không? Đúng rồi. Bây giờ là chắc là hợp tác với cái bên nào đó rồi để lên mà câu view câu like để mà nói. Bây giờ ví dụ như vậy. Hợp tác nguyên một tháng này anh phải nói về cái chủ đề, anh phải nói về cái đó. Đó thì mình nhận được trăng tiền. Đạo diễn mà gì chết rồi. Mà sao đạo diễn người ta đi viết nhạc hay đóng kịch bản này kia sao tự nhiên ra đạo diễn mà đi xôi đáy quần đàn bà hay là sao? Đạo diễn hết thời. Hết thời mà cái đáy quần của người ta đâu có đâu để sẵn cho xôi. Em là xanh với Lê Tím không? Hai đứa đi vô cúng tổ hấp nhang. Anh có nghe tin chưa? Ổng bên đó là ổng hết thời, ổng mới về Việt Nam đó. Chứ bên Việt Nam có đâu kiếm show phải không? Mà bây giờ về Việt Nam là cũng không ai chào đón luôn, chỉ có một số người mà còn thằng Lê Tím cùng hai chí hướng mê. Còn hai nói thẳng thằng Lê Tính mẹ à, đi thằng Lê Tím què gì. Thằng Lê Tính á nó sợ đi lên đây thắp nhang mà nó sợ nó làm clip nó báo qua viên. Nó nói hôm mấy anh em trên đây hâm dọa hù dọa nó lên đây. Mày lên đây đủ, mày lên đây đi, thằng Bùi Hải nó lắc con gái của mày đó thằng Lê Tính. Tự nhiên lôi vô làm gì? Ai vô đây ai làm gì? Gì tới quay viên vậy trang? Bảo lẽ lên đây đang ai làm gì ăn làm thịt gì? Liên quan gì tới quay viên nữa trang nè? Thằng là Lê Tính. Cái thằng Lê Tính Nam Binh ơi. Mày mà lên đây làm Bùi Hải nó kiếm mày liền. Ủa vậy hả? Ừ. Vậy là Lê Tím với heo tây xanh đứng chung. Trời ơi, tự nhiên chửi con người ta là con nhỏ vô ương này kia mà lên đây thắp nhang cho ba người ta là thắp không sao? Biết có cho vô mộ không nữa. Nếu mà chị mà Hồng Loan mà lên tiếng ai bất cứ người khán giả nào cũng cho vô, chỉ liên biệt cái thằng Lê Tính âm binh đó là không cho tụi em đừng cho vô mộ ngay trên đây Bùi Hải xử đẹp. Đẹp, nếu mà chị Hồng Loan lên tiếng nói quan trọng chị Loan đó. Nếu mà quan trọng chị Hồng Loan mà đứng lên tiếng nói ai bất cứ ai thì tụi em cũng để cho vô thắp hương cho ba chị. Duy nhất là thằng Lê Tính không cho vô mộ. Đợi trên đây tụi em xử đẹp Bùi Hải sẽ xử đẹp Lê Tính liền. Khỏi cài vô được luôn. Đẹp. Trời ơi. Đó mà nghe chưa Lê Tính. Chị Hồng Loan phải lên tiếng một nói một cái. Nếu mà chị Hồng Loan không lên tiếng á thì cái đó mình không có quyền. Mình không có quyền để cấm người này ha, không cấm người kia cho vô thắp nhang cậu. Nếu mà chị Hồng Loan mà lên tiếng một cái đi, ai tụi em cũng để cho vô thắp nhang, mời vô thắp nhang cho ba của chị. Chỉ duy nhất thằng Lê Tính tụi em đuổi nó ra giùm chị lòi ở trên đây Bùi Hải xử đẹp. Chị Lê Hồng Loan mà lên tiếng cái đi. Thiệt. Ê mấy này mình chắc khụ sành chổi á. Không. Đụm mấy cái chỗ trà đập vô cái đầu nó. Trời gì vậy? Tại nó mắc dạy quá nó chửi con ta mà lên đây thắp nhang cho ba người ta là thắp sao? Đúng không? Sao gian tiền đắt kiếm tiền. Rồi lụm luôn. Lê Tính này luôn. Rồi, và rồi thì bây giờ thì mấy anh em sẽ di chuyển xuống dưới mộ thầy Minh Thiện cả nhà ơi. Xuống với mộ thầy Minh Thiện ha. Ngay lúc này thì em đã có mặt tại mộ thầy Minh Thiện rồi cả nhà. Sau khi mà viếng mộ nghệ sĩ Tú Vũ Linh xong thì buổi sáng nay thì anh em xuống dưới mộ của thầy Minh Thiện để mà thắp hương lau mộ. Sau khi mà viếng mộ của năm xong thì anh em tập trung xuống đây cũng như hàng ngày. Lấy cái ống nước này để lấy xô gió lẹ. À còn cái xô nào đó. Lấy xô đi mẹ. Lấy cái khăn giấy khô ra đi. Lấy xô xanh đó. Lấy xô xanh đó đi. Lấy xô cho lẹ có miếng cát mà. Đổ rồi với. Đó thằng lấy xô thằng lấy đi. Thao đi. Cho là cái gì? Đó. Có mấy chung thì bỏ ra ngoài đi. Chung để lên để anh bạn hết đi. Dầu đây hả? Để dội cái đi rồi. Rồi cái đi tiếp thôi.
khác lên đó. Thì nó dưới mà. Đêm sáng mưa nở thấy hả? Đặt tử trên luôn các bạn, đặt tử trên luôn trên á, chế nhẹ nhẹ thôi nó chạy xuống. Đó, ok rồi đó, thấy chưa? Được rồi, thu luôn coi. Tử xong rồi. Góc đây góc ngoài vô cháu ngoại luôn. Rồi, vô trong phủ á. Bốn đúng không? 14 mình đúng không? Mai 15. 16. 16. 16. Cũng tao cũng già hả mày. Cũng ai đánh nó đi. Mày xuống nó mà chạy về. Thank you.
mưa nữa ta. Rồi. Muối đất muối đầy. Còn chén cái ống ảo cái đó. Sáng ngày nào cũng mưa. Bên thì cũng mới và mưa luôn. Ở đầu mưa đang mưa luôn chứ gì nữa. Rồi giờ chắc thắp hương cái rồi. Sẵn một tay mình gom mấy cái đó vô để nhìn nha. Gom rửa tờ rửa tay đi. Gom vô khăn mình lao không chứ đâu có gì đâu. Để một đồ kia xuống mất cần phải nấu nữa. Nhét vô thùng luôn. Qua wow, vết bóng dục ta. Mưa. Nhét vô. Giờ mấy anh em thắp hương xong rồi về nha các bạn. Sáng thì quyến hai mộ ngày kia Túc Linh xong rồi một thầy linh thiện. Xong vô ngủ tiếp. Rồi, chắc có lẽ thì Bin cũng xin kết thúc video tại đây. Mưa nữa rồi, lâm gầm nữa cả nhà ơi, không làm ăn gì được hết. Hôm nay chắc làm cầm chừng thôi chứ. Chúc mọi người một ngày nhiều may mắn, thành công công việc ha.